chết mẹ ghê không đấy. Nó hãnh diện lắm á. Nó hãnh diện. Nhép nhẹ cái đúng không? Ở chung nhép nhẹ cái đúng không? Thế là nhép nhẹ. Em Thủy này là người yêu cũ của Trung, xong mới đi Nhật Bản sống đây hả? Từ lúc bỏ Trung đến là đi Nhật Bản lao động luôn đúng không? Là đúng rồi, bỏ Trung đi Nhật Bản luôn đúng không? Lưu em làm gì mà có cái phước to vậy? Phước này của mấy anh ở bên kia kìa, mấy anh ở bên Mỹ, bên Canada các thứ, mấy anh cứ xếp ngày đấu tranh đấu cỏ đấy. Vâng. Sợ anh Tấn Thanh rồi, sợ anh Tấn Thanh không thoát được cái kiếp nô lệ nha. Được chưa? Hài lòng chưa? Hỏi mãi thế nha. Tức là thế này mọi người, Tấn Thanh hỏi sợ anh rồi à? Ừ đúng rồi, sợ rồi. Sợ Tấn Thanh không thoát được cái kiếp nô lệ tàu nha. Đấy giờ, ở Đài Loan bây giờ Tấn Thanh nó dùng chữ gì anh nhỉ? Đài Loan nó dùng chữ gì nhỉ? Chữ Hán. À chữ Hán à? À. Chữ Hán chứ không phải chữ tàu đúng không? Ờ à, chữ Hán chứ không phải chữ tàu. À. Chữ Hán. Hán này Hán. Thì hôi á. Anh. anh em phải hiểu là như này, anh em mình giờ này đang tâm sự với nhau mà Tuấn Thanh bây giờ nó mới đang ăn thì anh em hiểu rồi. Trong khi đó Đài Loan với Việt Nam chỉ chênh nhau độ hơn 1 tiếng đồng hồ. Đó cho nên là giờ này nó còn đang ăn mới đang nhậu thì đang uống rượu một mình thì anh em hiểu rồi. Đó, còn anh em mình chắc là ăn thịt gà 2 đô, cái này uống rượu Mao Đài. Dạ. Yeah. Chắc là Mao Đài, chắc là uống rượu Mao Đài, thấy mang cái chai rượu á nghe cũng hoành tráng lắm. Yeah. Chung biết cái rượu gì không? Chung biết cái rượu gì không? Ảo tôi cũng chảo luôn. Đi ra biển là mấy cái bọt nghêu á, và nó bỏ vào nó ngâm, nó bảo là rượu ngâm nghêu. Nó uống. Thì cái tầm nó uống như vậy thì chung hiểu đi là cái loại nó loại gì rồi. Nha. Yeah. Yeah. Đó, bỏ nghêu và nó ngâm, nó khoe đó anh, chứ trời, nó còn khoe trên mạng nữa. Anh chị em thì hiểu rồi là nó thuộc loại gì rồi. Anh chị em nếu mà con trâu ở Việt Nam á, cày á, từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối là nó nghỉ rồi. Thằng Tuấn Thanh cày từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, từ tối cho đến giữa đêm khuya. Nếu là như vậy á, con trâu Việt Nam nó còn thua Tuấn Thanh Khanh ấy. Em nói mấy các anh chị là con trâu Việt Nam nó còn thua Tuấn Thanh, bởi vì Tuấn Thanh nó cày từ sáng đến đêm cơ mà. Kiếp đô lệ mà sao nói được. Nói giờ đáng phấn đấu thôi Tuấn Thanh. Không nhưng mà nói như vậy thì em thấy nó có gì đấy nó ấy cả. Bởi vì ít nhiều thì con trâu Việt Nam ấy nó còn thương người nông dân, nó biết ra đồng, thế nên là đến mùa lạnh ở Việt Nam ấy trâu nó còn được mặc áo cơ. Sưởi ấm nữa. Được đốt sưởi đúng không? Đốt dùng được sưởi ấm. Tối là được sưởi ấm mà được mặc áo cơ, thắp đèn sưởi cơ. Giờ này trâu đâu đi cày nữa. Trâu bây giờ ở Việt Nam trâu là nghỉ lâu rồi. Giờ này trâu ở Việt Nam là không phải cày bừa gì hết á. Đâu phải cày. Nếu mà đánh so sánh Tuấn Khanh với con trâu thì đúng là giờ cũng tội nghiệp con trâu. Nói chung là như vậy. Thôi nói chung mình nè, cái loại này loại gì là nãy giờ nói là hiểu rồi, mình cũng không cần bàn về nó nữa. Để nói vậy cho Chung có kèo này cho Chung thấy vui nè. Tức là Chung không vào đầu like. Yeah. Vào đầu like vui lắm. Anh chia sẻ cái clip của Quang Lâm. Clip đó Quang Lâm quay cái tức là Quang Lâm đưa cái đề tài gọi bên bên bển á, bên bển. Người ta vui mừng, người ta ăn Tết. Người ta đốt pháo. Thì có vài phóng viên của cái kênh gọi là SBTN á. Rồi. Không? Em biết cùng lại lại phỏng vấn vài người. Và vài người nói trời ơi Tết Mỹ vui quá, ăn Tết Mỹ sướng quá, vui quá, chẳng cần về Việt Nam nữa. Ha. Rồi hỏi ông kia là ôi em đốt pháo hết nhiêu tiền? Em mua hết 7.000 đô tiền pháo em đốt. Ghê chưa? Ghê chưa? À, không. Đó, rồi thêm một ông nữa hỏi sao Tết ở đây vui vui. Tết ở đây được đốt pháo nè. Được cầm cờ vàng nè. Đó, ghê chưa? Ghê chưa? Đó, rồi Quang Lâm mới bam, Quang Lâm mới nói trong khi bọn nó đó thì tại vì Quang Lâm ứa
gan mà biết không, trước đây bọn nó là kêu gọi là tẩy chay hàng Việt Nam, đặc biệt là những hàng có tôm dán cờ đỏ sao vàng để biết xuất xứ nói chung. Yeah. À, nó kêu gọi tẩy chay, tất cả những hàng gì Việt Nam đều tẩy chay hết. Nhưng mà nó ăn mừng Tết á, ở ngay cái nơi đó nó lạ lắm chung. Nó lạ lắm. Bên trái á, là để tượng Đức Thánh Trần, Trần Đạo đúng không? À, bên phải á, là cái quảng cáo gì đó của gốm sứ Quảng Tây Trung Quốc. À. Mà trên đầu nó đó là cái băng rôn quảng cáo xe VinFast. Chúng hiểu không? Trên đầu tụi nó đó là quảng cáo cái băng rôn xe VinFast nha. Rồi nhưng mà cái chi tiết này nó mới vui nè chung nè. Hồi nãy em có hỏi Việt Rai với bố cầm á, ở bên bển á, bên bển mỗi lần đốt pháo á, mua pháo á, thì pháo đó là của ai sản xuất? Thì ra là Made in China. À, chúng thấy cái bọn bà què sọ lá đáng chửi không? Đáng chửi không? Thì mẹ tụi nó, trong khi tụi nó bài trừ hàng Việt Nam ha, nó kêu hào là hàng cộng sản, bởi vì Quang Lâm cây cũng đúng, mà đã sẵn sàng nó xuống 6-7 ngàn đô nó mua pháo Trung Quốc, nó đốt nó làm giàu cho Trung Quốc. Không, nhưng mà anh Quang Thơ biết sao không? Bọn nó chống Trung Quốc thì nó mua hàng Trung Quốc, mà nó thương dân Việt Nam á thì nó lại bài hàng Việt Nam. Đấy, nó thương nông dân Việt Nam lắm, nhưng mà nó lại không mua cá ba sa của nông dân Việt Nam. Cái đó không là vấn đề đó. Đó, đã bảo rồi, mẹ nó tụi nó sống 47, 48 năm mà tụi nó vẫn là ba que, nó không lên được ba que mốt cho mình dùm cái để họ chung tức không? Tức chứ. Con người ta mỗi ngày mỗi lớn, đúng không? Mặc dù là sống trên cường quốc, sống trên nước này, nước kia hùng cường, thì ta phải tiến triển đi, lên dùm ba que mốt, ba que hai dùm cái coi. Không, vẫn là Martin Bauer. Chung cây không? Chung cây không? Chung nói câu công tâm mình nghe coi. Thực ra mà nói thì nếu mà cây thì hội này thì cây làm gì anh? Em nói thật, tâm sự thật với cô chú anh chị đầu năm. À, bạn gái ngày xưa mà nó kêu em mà hai vạch rồi là sợ chết mẹ. Bọn này ba vạch miết mà đâu sợ đâu. Bây giờ như thế này, nói thực ra mà nói thì cái mấy cái trò này nó xưa quá rồi anh ơi. Nó là như thế này, cái hội này á là cái hội kiếm tiền thôi. Nó bày ra mấy cái trò nó kiếm tiền chơi cho vui vậy thôi, giống như cái vụ vừa rồi mà hội chợ bên Canada, anh nhớ không? Cái vụ mà mấy mang ba vạch vào xong bắt đầu là nó cấm, xong nó gọi cảnh sát đến á. À gọi police đây. Ờ, nó thì thấy ngay chúng ta ở đây, chúng ta cứ phải khẳng định một cái điều là cái đó nó chết lâu rồi, nó không còn nữa. Thế thì ấp ủ để làm cái gì? Ôm ấp để làm cái gì? Trong khi đó là gì? Đi thờ ai ok. Đối với người Việt Nam, thờ Đức Thánh Trần nó rất là chuẩn rồi. Một trong những vị anh hùng dân tộc mà giúp cho dân tộc Việt Nam đánh thắng 3 lần đánh thắng quân Mông Nguyên. Đúng không ạ? Nhớ là quân Mông Nguyên nhé, chứ không phải là quân Trung Quốc đâu. Nhiều người nghe không hiểu quân Mông Nguyên. Đấy. Thế thì ở đây chúng ta khẳng định là vị anh hùng giải phóng dân tộc chống lại giặc ngoại xâm, thì có cái vị anh hùng dân tộc nào chống lại giặc ngoại xâm mà đi phù hộ cho mấy thằng bán nước không? Nếu mà nói về mặt tâm linh, đúng không ạ? Có cái vị anh hùng giải phóng dân tộc nào mà lại đi phù hộ độ trì hay là đi cứu giúp mấy cái thằng bán nước không? Có, nếu mà có thì làm gì nó phải bơi tập tạ qua tới đó, không bao giờ có. Thế thì theo thông tin em mới nhận được ở đây nữa là lại có một cái vụ nữa, là lại thêm một vụ xả súng nữa, là lại 7 người chết ở California. Thêm vụ nữa, yeah. Từ đầu năm đến giờ trong 21 ngày đầu tiên của năm 2023 là nó thống kê được có 38 vụ xả súng rồi. Ủa, chung. Mới bữa 10 em là đã tổng thống Joe Biden đã tuyên bố treo cờ rủ rồi, thì bây giờ thêm 7 nữa rồi, vậy có treo nữa không? Chắc hạ thêm khúc, có treo cờ rủ nữa. Trung biết ở đây, Trung biết đọc tiếng Anh, Trung biết đọc tiếng Anh cho nên là mới đọc được những tin tức đó. Còn bọn ba que nó ở bên Mỹ, nó đâu biết đọc tiếng Anh cho nên đâu biết đọc cái tin tức đó, nó đâu dám nói về cho dân Việt Nam nghe đâu. À, nó không biết tiếng Anh hả? À? Nó không quan tâm chỉ nước Mỹ hả? Nó không biết tiếng Anh cho nên nó không đọc được tin tức.
nó chỉ nghe thấy bàng 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 là nó vui, nó như kiểu tiếng pháo là nó vui thôi. Chứ như Trung đọc được cái tiếng Anh thì còn biết là chết 5 đến 7 người hay 10 người. Còn bọn kia nó đâu đâu biết, cho nên bọn nó không đưa tin tức. Không, nếu mà kể ra anh nói cũng hợp lý, anh Du Nam cũng rất là hợp lý. Nhưng mà đấy là cái hội này là nó lại có một cái kiểu này, em gặp em biết rồi. Có nghĩa là nó bảo là nó nói tiếng Anh ấy, nó sợ người Mỹ nó không hiểu. Với hai nữa là nó không quan tâm chuyện của nước Mỹ. Có nghĩa là nó ở nước Mỹ, nó không quan tâm chuyện nước Mỹ. Ý là nước Mỹ muốn làm gì kệ, đánh nhau đấm đá rồi giết nhau thế nào kệ, chỉ quan tâm đến chuyện nước khác thôi. Cái hội này nó lại có một cái tư tưởng đặc biệt là như vậy. Thế nên là khi mà tổ chức thì lại có bài, đúng không ạ, bài cộng sản nhưng là bảo là chống hàng Việt Nam, thương dân Việt Nam nhưng lại chống hàng Việt Nam. Tôi đấu tranh cho dân Việt Nam nhưng mà người nông dân Việt Nam sản xuất ra sản phẩm thì tôi lại không dùng, tôi không dùng, tôi bài trừ đi, mà tôi chuyển sang tôi mua đồ của Tàu đấy. Nó là hay hay ở chỗ này. Thế xong rồi lại có thêm mấy cái biển quảng cáo, đúng không ạ? Một là cái gì đấy của Trung Quốc này cũng nói rồi. Để em chào anh Trương Toàn Yến, chào cô chú anh chị vào sau. Đấy, thêm một cái nữa là cái băng rôn của VinFast nữa, đúng không ạ? Đúng rồi. Đấy, thì chúng ta thấy rất là lạ thôi. Thực ra là gì? Tập đoàn VinFast người ta phát triển sang bên Mỹ ấy, thì nếu mà nói chính xác ra, nếu mà để một nhà kinh doanh người ta làm thì anh em mình nếu mà để mà phân tích thì nó quá tầm, nó quá tầm. Thế nhưng mà đối với các anh ấy là với cái tầm nhìn chiến lược ấy, thì các anh có thể phân tích được hết. Các anh phán tất tật, không có cái gì các anh không phán được cả. Riêng em để ý là ví dụ như trường hợp của Lý Nhã Kỳ thôi, là bọn nó đồn chết mấy chục lần rồi. Rồi nó gán ghép hết là bồ của ông này, người yêu của ông kia, tùm la tùm lum hết rồi là các kiểu. Có nghĩa là bọn nó ở bên đó thì cái gì ở Việt Nam nó cũng biết hết. Thậm chí đến các ủy viên trung ương rồi các thứ là nó biết hết. Có nghĩa là riêng chính trị ở Việt Nam tất đật mà nó biết sạch, không cái gì nó không biết cả. Đấy, nó lạ lùng là một cái như vậy. Mà anh hay nghe bọn nó hay đưa các thông tin mà một số kênh mà nó hay đưa trên YouTube nó hay lấy tin từ đâu? Theo tình báo Hoa Nam. Tình báo Hoa Nam, tình báo ở đâu? Theo nguồn tin mật. À. Theo nguồn tin đáng tin cậy. Mà 100 tin mà nó đưa ra thì gần như 99 tin là nó láo rồi. Có một ít tin nào là nó dựa vào một số thông tin ở trong nước xảy ra rồi bắt đầu nó đưa ra, nó phân tích, nó vẽ thêm dâu thêm cánh các kiểu vào nữa thôi. Thế mà nó chung quy là nó dẫn dắt được một lũ ở bên đấy đấy, không phải đùa đâu. Thế thì tự hỏi đấy, sang bên đấy học hành thế nào, học hành thế nào mà lại như thế? Không lẽ bây giờ lại kém thế à? Mình đi sang nước bên đấy nó bảo là giáo dục là tốt nhất thế giới, đi học thì miễn phí, chính phủ lo tất. Thế mà sao lại tư duy nó lại hạn hẹp như thế nhỉ? Không, đáng ra nó phải nâng tầm lên chứ, nó phải cao hơn một tí. Ít nhất là các anh bảo tôi, bọn tôi ở trong nước mà tôi không bằng các anh thì các anh phải thể hiện đi để chúng tôi thấy. Đó là các anh chỉ ở nhà ăn ngồi rung đùi thôi, không phải đi làm, không phải đi cày gì cả, đúng không ạ? À, thích chửi ai chửi được thế này thế nọ rồi. À, hôm vừa rồi em lại xem cái clip là cái gì đấy mà có cái thằng đâu ở Úc Đại Lợi đấy hay là có cái gì đấy, có xe ô tô đấy, nó chào bảo hỏi cảnh sát Úc, là thấy mấy anh em nó nói lại thôi, em cũng chưa nghe rõ, nhưng mà thấy bảo là hỏi cảnh sát Úc là Úc Đại Lợi là chuyên đề của mày đâu. Thế là nó vặt mẹ nó cái kính xuống, nó còng mẹ tay đưa về đâu đấy, sang đấy mà kêu mà đấu tranh. Bây giờ các bà giỏi, các bà cứ lo làm đúng những cái gì các bà từng nói, thì ít nhất công làm công chứng minh có người ta nghe, người ta còn tin được. Cái bây giờ các bà toàn nói mẻm thôi, lên thì nói thì nghe có vẻ hoành tráng lắm, nhưng ra đường gặp người Mỹ thì ngoan lắm, ngoan như cún. Chứ đừng có nói xin lỗi thì gặp cảnh sát Mỹ mà nó ngoạn ra, nó cho lên thiên đường luôn nhá, miễn phí bạn, miễn phí. À, giống như hồi lâu có cái thằng nào ở chung nó bảo là đồng ý là ở Mỹ có dân homeless, nhưng mà biết tại sao nó homeless không? Đó, nó cắt cỡ chỗ đó đó chung. Chung biết không?
Thì theo như em nghe, em cũng nghe thôi chứ em chả biết thế nào, nhưng mà thấy mấy anh bảo là do là nó có biệt thự đó chứ không phải nó không có đâu, có nhà có xe vợ con đàng hoàng, do mà nó ở trong nó không khí nó ngột ngạt quá, nó muốn ra đường nó đi dạng kiểu đi 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 picnic cơ mà, đi ra rồi ngắm sao ngắm trăng rồi hòa mình vào thiên nhiên rồi các kiểu đó, chung quy là như vậy. Nói chung Cả là vì hiểu yêu ở nước trong đều nhà là ngột mang ngạt tốt, quá thì chỉ ra bọn ngoài trong trời tộc ngắm tu ngắm trăm sao măng đúng bọng làm. Đúng rồi, anh chưa tôi nói. Thực ra là ở đây anh em mọi người cũng hiểu, đó những thành phần gọi là chống phá nó chỉ là cái số nhỏ thôi. Số nhỏ so với kiều bào ở hải ngoại. Cái này tụi em cũng hiểu chứ. Chứ mà là không. Thì em đã nói rồi. Với nhận định của tụi em á là những thành phần đó là gì? Con Trần Thủy nó chửi đúng á. Là Việt Nam Cộng Hòa giả. Làm những cái chuyện gọi là để gọi là mất mặt, gọi là mất mặt á, nó chữ đúng không chị sai đâu. Tụi em hiểu chứ? Thế này nè, thế này nè, cái hình như là mình thấy cái nick người biến xứ á, có gửi yêu cầu gì lên đó thì bạn xác nhận giùm cái, chứ bạn đừng có bấm trực tiếp như vậy, bởi vì cái trường hợp này mình gặp một lần rồi ha, gặp lần là như thế nào cũng như vậy, mình đưa lên xong cái bảo là ủa tôi đang ở đây thì ông lô tôi lên làm cái gì thì nó lại không hay lắm đó, cho nên là mình phòng xa cái bạn nít người vĩ sứ biết không, nếu bạn muốn lên thì bạn gửi yêu cầu. Thí dụ tôi Ok. muốn yêu cầu được tham gia gì đó để mình biết, để mọi người cùng thấy là ok là ông này ông có muốn tham gia thì mình mời lên nha. Chứ còn gửi trực tiếp thì trừ những người thân người mình biết á, thì mình mới đưa lên thôi, chứ còn là lạ thì mình không đưa đâu, mình lạ mình không đưa đâu, mình nói trước đó là cái quy tắc của mình. Em xin phép anh hai anh tí nói thật với bạn Tuấn Thanh là mình thì mình cũng chưa tiếp xúc với bạn, nhưng bạn comment một cái câu như thế này thì mình thấy nó cái tư duy của bạn nó hẹp hòi. Bạn bảo là ở người Việt ở còn ở Việt Nam mà có muốn nhà ở cũng không có, thế bạn bị mù à hả, hay là bạn thiểu năng trí tuệ, thế 90 mấy triệu dân Việt Nam người ta ở được à, thế các cái nhà người ta xây lên để làm cái gì, xây lên để nuôi những người như bạn à, hay sao, hay là để ấy để chăn dắt, nói mà không biết suy nghĩ. Người Việt Nam người ta có Thôi nhà, không có nhà ít nhất người ta còn có cái sổ đỏ, biết chưa, đi cày cái thằng đó không đi. cần phải bạn, cái thằng đó không không cần phải bạn nó đâu, nó thể loại nó kệ kệ nó đi vào thì nói chuyện ok, comment ok thì để đó, còn comment mất dạy bố láo bố tét thì thôi xóa vậy thôi. Các anh có thấy thấy không, cái nỗi nhục của bọn ba que, thằng Ngô Kỳ là một, không nhà không cửa không xe, lại đến cái thằng Lý Tống, thằng Lý Tống chết không có một ngôi mộ cho Trung Nguyên nó thấy gọi là ok không tiền à, ở. không thấy cái nick của bạn trên này nha Trung Nguyên nha, còn cái nick tình file là của thằng Tuấn Thanh này phải không, nói rồi Tuấn Thanh rồi, khỏi gửi yêu cầu Tuấn Thanh ơi, em là thì cái chuyện sợ đã nói rồi, sợ đúng rồi, mình sợ Tuấn Thanh lắm, sợ Tuấn Lanh không kiếp không thoát được cái kiếp nô lệ nha, ngắn gọn vậy thôi, bớt nhây giùm cái. Cái bọn chống cộng cực ngu, anh Quang Thơ mấy Trung thấy không, chống cộng cực ngu, nó ngu vô cùng luôn, nó ở nước Mỹ mà thằng 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 Lý Tống, cái lỗi ô nhục của bọn ba que là không xây được cho nó một cái ngôi mộ cho nó đàng hoàng, lại để cho Hoàng Kiều phải mua đất để chôn thằng Lý Tống đấy, rồi đến thằng Ngô Kỳ lại phải để một cái người nào đó tặng cho một con Mercedes thời những năm 90 thấy không, nó ô nhục vô cùng luôn, mà những thằng đấy là chống cộng khét tiếng. Anh là Ok ngày cuối cùng trong 3 ngày xuân đời đúng không? rồi, Mấy anh trong 3 ngày xuân là sao? Có gì vui không? Anh đi chơi đâu nhiều chưa? rồi đi đi, đi chắc chắc là bạn không theo dõi đó, bạn không biết á, đi thì mỗi người có một hướng thôi, rồi nói gì nói thì cũng trước tiên thì cũng cảm ơn bạn có nhã ý là chúc xuân. Thì cũng xin thay mặt mọi người gửi lời chúc xuân đến bạn và gia đình À, cảm ơn những gì anh. nó tốt đẹp và thành công mới ha, được chưa? Du Nam có ở đây phải không Du Nam? Đúng rồi, Juna vẫn đang ngồi đây này. Đó, anh khỏe chứ, 3 ngày xuân vui với anh.
Thế cảm ơn viện sứ thì quê hương thì đón xuân thì luôn luôn là cái niềm hạnh phúc cho người dân rồi. Đây thì mọi người đi lễ đấy, từ từ nhà thờ cho đến đình chùa là ngày xuân là chỉ vui 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 và đi lễ hội thôi đấy. Rồi viện sứ ở bên đấy thì sao, ngày Tết thế nào? Thì đầu xuân năm mới, năm cũ đã qua mà năm tới đã tới, thì tôi cũng chúc viện sứ mấy gia đình nhà viện sứ năm mới luôn luôn mạnh khỏe mạnh đấy, và cuộc Cảm ơn sống chị Nga. ổn định, phát tài phát lộc. Tiệm neo hôm nay có một tiệm thì ngày mai thêm tiệm nữa. Cảm ơn anh. Nhất trí. Cái này bên nói chung là bên cái đất nước Mỹ thì mình sống ở đâu? Nước Mỹ là một cái hệt Trung Quốc đúng không? Thì nó có là hơn 200 cái quốc gia, cái mọi cái vùng lãnh thổ nó sống ở trên đây. Thì không có cái đại khái là nếu mà nước Mỹ mà cứ tổ chức theo cái dịp Tết á của từng cái chủng tộc á, thì tôi nói ông là nó tổ chức cả năm, bởi vậy nhập gia tùy tục. Cho nên cái người cộng đồng người Việt mình cũng tưởng nhớ đến cái ngày Tết tổ tiên, thì cộng đồng cũng tổ chức ra những cái buổi tiệc á, để cho cái cộng đồng người Việt hải ngoại tập trung lại vui chơi giải trí, nhất là cho những cái em mà thiếu niên á, trẻ em á, cũng có những cái phong bao lì xì, có những cái trò chơi, rồi có múa lân. Đó là cái hoạt động trong cái cộng đồng người Việt của mình anh. Còn mình vẫn tới đến nhà cái người những người bạn mà bạn thân đó nha, đến để mà thăm hỏi nhau rồi chúc Tết với nhau đó thôi. Dĩ nhiên là nó không có nhộn nhịp bằng như bên Việt Nam rồi. Nếu mà giữ được cái truyền thống như vậy thì cũng là cái điều đó là cũng tốt đẹp thôi. Đúng rồi, chẳng qua là anh em mà bắt đồng chính kiến thôi, chứ còn cái phong cái văn hóa cái tập tục cha ông của mình vẫn giữ chứ, cho dù đi bất kỳ nơi đâu. Bạn nghĩ thế nào khi vừa rồi hình như ông gì, ông gì, ông Phan Kỳ Nhơn hả? Mình có nghe thông tin đó là ông Phan Kỳ Nhơn phản đối cái vụ mà người Việt ở bên đó tổ chức cái đường hoa hay là cái hội chợ hoa gì bên đó đó. Bạn nghĩ thế nào về cái quan điểm đó của ông Phan Kỳ Nhơn? Mình thì không nghe cái tin đó, nhưng mà mình À, nghĩ những cái người mà bạn phản chưa đối nghe đó hả? mình cũng 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 không có có đồng tình ủng hộ những cái điều ngu xuẩn, những cái ý kiến ngu xuẩn như vậy. Đó là cái đó là cái nét đẹp, nét 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 cái gì gọi là cái nét đẹp truyền thống đó, của dân tộc của cha ông mình đúng không? Mỗi cái dịp mà Tết đến xuân về, như ở Việt Nam cũng vậy thôi đúng sao mà bỏ được Không, cái này. mình đồng ý với bạn về cái vấn đề đó là nét đẹp của truyền thống cha ông. Nhưng mà ở đây là ông Phan Kỳ Nhơn, ông dựa trên cái gọi là mình nói sao cho đúng ta. Ông dựa trên cái quan điểm của ông á là ông cho rằng là làm như vậy là bắt chước cộng sản, cho nên ông phản đối và ông kêu gọi là tẩy chay cái chuyện đó. Ồ, Thì bạn thấy thế nào? không không, tôi thì không không đồng ý, không đồng tình. Rồi anh thấy ở trong quốc hội đó, cái ông đại biểu quốc hội nào cũng nói là coi như là nên nên bỏ cái Tết Nguyên Đán, Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam mình đó. Đại biểu quốc hội nói mà Đại biểu cũng có quốc hội ông nào ta, ông nào? có anh tìm hiểu đi. Tôi thì tôi không không có nhớ cụ thể, nhưng mà có. Không, bây giờ nói như thế này này, đôi khi chẳng hạn như 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 viện sứ mà nói là có ông nào ở trong quốc hội nói, thì đúng ra nếu mà đã nói ở trong quốc hội hay là bất kể một ban ngành nào đó thì mình phải cần phải nhớ tên để khi nhắc mình có Đúng cái nhân rồi. chứng đúng. Còn bây giờ nói còn ông trong quốc hội hay bảo tôi chẳng hạn, tôi Ông nào ví mới dụ được? thôi, tôi ví dụ ông Nhưng mà tổng thống Mỹ ông mới đánh bom thì bảo mới đánh bom, chẳng biết đánh bom đâu, bảo đúng rồi. bảo đánh bom đâu, bảo thế đấy ông mới thử vũ khí, Đúng thế thì rồi. chết nhau à, đúng không? Bây Cho giờ nên tôi mình có thể là tôi lên Google, tôi search ra ngay bây giờ tôi trả lời cho mấy anh luôn nha. thì đúng rồi, thì Rồi, bây giờ chẳng hạn như ok. vậy phải có cái người nào như thế nào mình dẫn chứng ra,
đấy, người dân người ta cảm thấy không đúng thì người ta sẽ không ủng hộ và người ta sẽ phản đối, và những cái gì nó đúng thì người dân sẽ ủng hộ thôi. Còn bây giờ chẳng hạn như Viễn Sứ nói ông đấy, ông đó ở trong quốc hội thì cũng nó không đúng. Đó, nó phải là ở ban bệ nào, nó phải chính xác. Đúng rồi. Để tôi coi. Có thể là tôi sai về cái về tôi nói là cái đại biểu quốc hội. Thế, cho nên là có thấy không, chỉ cần một từ, một dấu ở trong đó Viễn Sứ nói sai thì người ta sẽ hiểu sai. Từ từ, mình đang xác nhận đây. Đang tìm thông tin. Giáo sư nghe, cái đó là một cái vị giáo sư Võ Hồng Xuân chứ không phải là Võ Hồng Xuân đại biểu quốc hội. Sẵn mà bạn tìm hiểu thử xem cái ông đó hiện tại ông đang công tác ở đâu, ông còn làm việc hay không, hay là đã gọi là nghỉ hưu hay là như thế nào rồi. Ông là nguyên Võ Hồng Xuân, hiệu trưởng trường đại học Nam Cần Thơ. Nguyên hả? Nguyên hiệu trưởng hả? Để từ từ để mình coi thử, để vô cái tiểu sử của ổng thì biết thôi. Tiểu sử Võ Hồng, giáo sư Võ. Ok. Để từ từ đi vô cái tiểu sử là biết. Ổng là hiệu trưởng trường đại học Cần Thơ. Không, nhưng mà ý là mình hiện tại còn đang là hiệu trưởng hay không? Nè, đây nè, cái chức vị của ổng nè: giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo nhân dân, nhà khoa học thuộc về cái lĩnh vực nông nghiệp đó. Nhưng mà ý mình hỏi hiện tại vẫn còn đang làm việc hay không, hay là nguyên mình đang vô cái cuộc đời, cái sự nghiệp của ổng đây. Chắc là ổng về hưu rồi. Thì cho rằng là đã về hưu rồi đúng không? Cho rằng đã về hưu đi, thì có nghĩa là người không còn gọi là đang đương chức hay gì nữa, tức là một công dân bình thường, mặc dù trước đây ông ta từng là giáo sư, từng là cái gì đó vân vân, đó là cái quá khứ của ông ta đúng không? Thì cũng giống như cái câu chuyện đó chúng ta nói là gì, đây là trước mắt là cái quan điểm cá nhân của một người thôi, và rõ ràng cái quan điểm của ông ta cũng được gặp được phản ứng trái chiều rất là nhiều, cụ thể trong đây có tôi, có Du Nam, và có kể cả Trung cũng phản đối về cái quan điểm đó đúng không ạ? Thì ngược lại thì vấn đề ý mình hỏi là vấn đề ông Phan Kỳ Nhơn á, tức là từ mình nghĩ là giống như nãy bạn nói mình cũng đồng tình, tức là vì ông dựa trên cái quan điểm của ông là ông là gì, cho rằng là bắt chước của cộng sản, thì thấy nó kỳ đúng không, thấy nó kỳ đúng không? Bởi vì cái đó là văn hóa dân tộc, không bắt chước ai cả. Bạn đồng ý với mình không? Đúng rồi, cái Tết cổ truyền này nó có từ cái thời mà cha ông của mình, cái thời phong kiến đến giờ, chứ đâu phải có cái thời điểm mà cộng sản đâu, đúng không? Sau năm 45 đâu. Thì xét theo một mặt nào đó là cá nhân ông Phan Kỳ Dân á, là cũng có sự độc tài trong đó đúng không? Đúng rồi. Mình đâu có ủng hộ cho những cái lời nói vớ vẩn đó đâu. Ok bạn. Rồi. Không, cộng sản không có nghĩa là anh tẩy chay những cái văn hóa đúng không? Những cái gì gọi là cái văn hóa, cái gì gọi là của dân tộc. Cộng sản họ đâu có ảnh hưởng gì đến cái văn hóa tín ngưỡng đâu. Dạ, mời anh Trương Toàn Ý. Để
Thầy tôi thấy là những cái người mà giáo sư ở trong Việt Nam như cái ông gì mà ông Bùi Hiền đó, ông đưa ra cái, ông nói là ông mày mò, cái như là ông công sức hơn 20 năm nghiên cứu cái kiểu chữ mới, cái đó, tôi thấy tào lao, đúng không? Mà thay đổi được. Nếu mà đọc đó, cho nó đúng cái âm của nó, anh thấy là giống như là cái tiếng tàu. Thực ra ông Bùi Hiền cũng chỉ là cá nhân nữa, cũng là một cá nhân đó, và động môn đó là quyền. Là những người là coi như là những người có kiến thức với anh, có cái tầm mà ảnh hưởng nhất định với anh, cũng là toàn là giáo sư tiến sĩ không mà. Rõ ràng giáo sư tiến sĩ tức là giáo sư giáo sĩ trước đây. Đâu có phải là cái dạng cụ bơ cụ bắt như anh em mình đâu, đúng không? Đúng như rồi. Em mình rồi. Rồi. Được. Nhưng mà tại sao mình nhấn mạnh cái câu là giáo sư tiến sĩ trước đây? Có nghĩa rằng là gì? Vậy tại sao cái thời điểm mà họ đang làm giáo sư đó, đang làm công tác đó, đang giảng dạy đang thế này thế ngọ, thì họ lại không đưa cái quan điểm đó ra? Thì xét cho cùng hiện tại bây giờ họ chỉ là một cái công dân thôi, đúng không? Thì đó là quyền tự do ngôn luận của họ. Cái chuyện đó là hoàn toàn bình thường, theo mình nghĩ hoàn toàn bình thường. À, chúng ta có thể phản đối hoặc chúng ta ủng hộ, cũng đó là quyền của chúng ta. Đồng ý không? Đồng ý là họ là một cái công dân, nhưng mà họ đã từng là một cái người mà coi như có cái tầm ảnh hưởng, cái tiếng nói của họ có cái tầm ảnh hưởng anh. Giáo sư mà anh, như ông... Thì đồng ý. Sư... Mình đồng ý với bạn, ảnh hưởng bao nhiêu phần trăm trong số dân 100 triệu, cái đó mới quan trọng. Và ảnh hưởng như thế nào? Đúng không? Tức là cái rõ ràng cái quan điểm của ông ta đó khi đưa lên đó thì cũng gặp lại phản ứng rất là nhiều, chứ đâu phải là ai cũng ủng hộ đâu. Thì cái chuyện đó mình nghĩ cũng hoàn toàn là cũng phải chẳng có gì ồn ào hết. Kể cả bên phía trái chiều mấy anh cũng phản ứng mà, tôi biết mà, chứ đâu phải không đâu. Cái gì đúng mình ủng hộ, cái gì sai mà mình phản đối đấy, đúng không? Tôi cũng vậy thôi. Nhưng mà bây giờ sao rồi? Thì đúng rồi, thì cái chuyện đó việc ra tức là cái chúng ta cũng dễ hiểu, cái đó là cái quyền tự do ngôn luận cá nhân của mỗi người thôi. Họ hoặc là chúng ta nôm na như thế này, tự đưa cái gì ra đó cho rằng là cái phát minh của mình và yêu cầu người khác cấp bằng, thì cái chuyện đó là cái một cái cơ quan, một cái tổ chức họ sẵn sàng cấp thôi. Nhưng mà cái vấn đề nó có giá trị với cộng đồng, giá trị với xã hội không, thì cái đó mới là cái câu chuyện quan trọng, đúng không? Còn mỗi cá nhân, thí dụ họ tự thế này tự thế nọ, đó là quyền của họ, đó không? Đó là quyền. Thí dụ thư quan nói đi, thư quan nói bây giờ mai thì như thư quan xếp cái giấy thành hình cái máy bay, thư quan ra yêu cầu cục sở hữu trí tuệ đây, tôi xếp được cái máy bay, đề nghị cấp cái bằng sáng chế độc quyền cho bản thân tôi về cái máy bay giấy này, thì họ vẫn cấp thôi. Họ vẫn cấp thôi, nhưng mà nó có một chút giá trị gì hay không thì nó lại là cái câu chuyện khác. Đúng không? Điều viện xử lý cũng là cái gọi là cái quan điểm của viện xứ là chống cộng, chống cộng sản. Thì chẳng hạn như người Việt Nam không chống cộng sản, đấy, bởi vì là sao người ta vẫn ủng hộ cộng sản ở đất nước? Bởi vì người trên đất nước Việt Nam cộng sản vẫn làm tốt cho người dân, cho nên người ta không chống. Còn viện xứ chống là cái thế viện xứ đấy, viện xứ ở bên Mỹ, viện xứ thích chống ai chống, kể cả sống ông Trung hay ông bây giờ lần hay ông gì, kệ viện xứ. Việt Nam đấy là quan điểm riêng tư của viện xứ. Việt Nam à, cái chuyện viện xứ chống ở đâu cài viện xứ đi, tức là từ nãy giờ rõ ràng thì viện xứ chưa có biểu hiện gì hết ở trong đây, nhớ chưa? Nhớ ok thì em chưa? Cũng em hiểu như vậy. Thì em viện xứ đây cũng thường nói chuyện ở trên live thì vẫn quan điểm, thì mỗi người một quan điểm, em vẫn tôn trọng mà, thì em cũng nói thẳng ra là như vậy đấy. Nữa hả anh Minh? Cũng dễ. Mới 10 người, mới 7 người, bây giờ nữa hả? Hoài vậy? Bao cũng à 7 người nãy chung có nói mà. Cái cách nhìn nhận và cái quan điểm của Dung Nam, nhưng mà anh nên nhớ rằng họ không nói là không có nghĩa là họ đồng ý, họ chấp nhận, họ ủng hộ. Anh Dung Nam hiểu không? Anh đâu có biết là cái tâm tư, cái suy nghĩ của họ như thế nào đâu, mà anh vừa đánh giá là người ta là ủng hộ.
Nhưng mà thế này nè, thế này nè, là người bản xứ nè, bạn vừa nói họ. Họ là người dân. Họ ở đây là người dân không? Theo hệ là người dân hả? Vậy vậy tức là mình cũng đồng ý với bản xứ nè, tức là Du Nam cũng không thể nào nắm bắt được tâm lý cái biểu hiện của họ, họ muốn gì và thích gì đúng không? Đúng rồi. Thì ngược lại, ngay cả bản xứ cũng chẳng biết họ thích hay họ không thích. Và bản xứ khẳng định như vậy thì có vội vàng không? Đúng không? Thì nói chung á, thì Du Nam nói cũng theo cái cảm nhận của Du Nam, mà tôi nói cũng theo cảm nhận của tôi. Đúng không? Thì đúng rồi. Nếu mà viễn sứ nói theo cái cảm nhận của viễn sứ á, thì mình tôn trọng. Còn cái này viễn sứ lấy cái quan điểm của viễn sứ á, để áp đặt cái quan điểm của Du Nam á, thì mình không đồng ý. Đồng ý không ạ? Không, tôi nói tôn trọng mà, tôi tôn trọng mà. Trước khi tôi nói là tôi tôn trọng cái quan điểm, cái nhận. Không, tại vì nãy viễn sứ bác bỏ cái ánh nhìn của Du Nam về những con người dân của Việt Nam, đúng chưa? Viễn sứ nói rằng là tại sao Du Nam khẳng định được là họ thế này họ thế nọ, thì ngược đúng lại rồi, cái đó là cái nhận định của tôi nói như này, anh không hiểu cái ý của tôi sao? Rồi. Anh đâu có biết rồi mình sẽ nói lại xem tâm tư cái suy nghĩ của người ta như thế nào. Ok, giờ nếu mình sẽ nói như thế đúng không, thì ok, thì bây giờ mình nói thế này, thì mình nói thế này, thì ngay cả viễn sứ cũng chẳng biết được tâm tư của họ như thế nào, cho nên cái câu chuyện này là chúng ta không thể khẳng định được, đúng không? Nhưng mà cái rõ ràng nhất là đây nè, cái rõ ràng nhất là vấn đề nó nằm đây nè, viễn sứ công nhận với mình không nè, bất cứ một quốc gia nào cũng vậy, khi họ ban hành ra một cái hiến pháp của quốc gia đó thì là được sự đồng thuận của đa số người dân, bạn đồng ý với mình điểm này không? Ok, đồng ý không? Anh biết cái hiến pháp của Việt Nam mình á, đúng không? Khoan, bây giờ mình hỏi bạn nè, bạn đồng ý hay không cái điểm đó hay không cái đã. Để tôi đồng ý à, nhưng mà cái này rồi, tại cái hiến pháp của Việt Nam, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nó được xây dựng, nó lái từ cái mô hình nào không anh? Bây giờ mình nói cho bạn nghe nè, lấy từ mô hình nào hay như thế nào đó đó thì là do cái cách suy đoán, cái nhìn nhận của mỗi người. Không, nhưng mà cái quan trọng nhất ở đây mà nói cho bạn nghe, okay. Quan trọng nhất ở đây nè là đa số người dân đồng thuận, có nghĩa rằng chúng ta là một công dân của bất cứ quốc gia nào đó, mặc dù chúng ta không hài lòng nhưng mà chúng ta phải phục tùng cái đa số đó, cái đó mới là dân á, đúng không? Anh biết không? Bạn đồng ý với mình điều đó không? Nhưng mà tôi có cái đồng ý, có điểm đồng ý, có điểm tôi không đồng ý, đúng không? Tại sao mình nói bạn nghe nè, bởi vì á, mình hỏi bạn lại là một lần nữa, bạn đang là công dân Mỹ đúng chưa? Đúng rồi. Cho nên á, những cái việc gì ở đất nước Việt Nam bạn đồng ý hay không đồng ý á, nó không có giá trị, đồng ý không? Không. Tôi có quyền nêu lên. Tại sao không? Tôi là người Việt Nam và đồng thời không. Bạn là người Việt Nam, bạn là người Việt Nam, nhưng mà mình hỏi bạn nè, bạn có quốc tịch Việt Nam không? Quốc tịch Việt Nam chứ em, tôi mới đi về. Có không? Có không? Có hay không? Bạn đừng nói còn. Có không? Chắc không? Có chứ sao không? Bạn có thể show ra được không? Tôi đưa cái hộ chiếu của tôi, cái hộ chiếu của tôi là vẫn hộ chiếu Việt Nam mà. Bạn show ra thử xem. Thì bạn show ra thì bắt bó khác à? Hả? Bạn show ra thử xem. Vẫn là hộ chiếu Việt Nam mà. Sao à? Thì bạn show ra thử xem. Anh phải đòi tôi lên trên đây là không phải show không ra. Không phải bạn. Là cái gì? Chứng minh chứ. Tại vì bạn phải hình dung như thế này nè. Cái câu chuyện của mình với bạn chia sẻ đó, mặc dù chúng ta chỉ là những người dân bình thường thôi, đúng không? Nhưng mà trên cái live này là gì? Nó mang tính toàn cầu. Thì ít nhiều nó sẽ ảnh hưởng đến những người nghe sau. Đâu có ảnh. Ví dụ bây giờ tôi lái qua xe cái câu của Du Nam nói đây, ok. Không, người dân đồng tình ủng hộ, đúng từ không? Vì Du Nam á, Du Nam là nói với tư cách, bạn nói nghe nè, nói cho bạn nghe nè, Du Nam nói với tư cách là người dân. Du Nam chứng minh thì Du Nam lấy cái gì để mà chứng minh cho tôi, anh hiểu không? Bây giờ bạn để tôi nói đã, Du Nam nói á, và Du Nam đứng trên tư cách là công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và đó là
chính bản thân Du Nam đã bỏ phiếu làm cái điều đó, cho nên lời nói của Du Nam nó có giá trị đối với công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng ý không? Còn bạn không phải là công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mặc dù bạn biết nói tiếng Việt, đồng ý không? Cho nên những lời bạn nói mà nó hơi khác về vấn đề đất nước thì bạn phải chứng minh. Cái đó, chứng minh là bạn gì? Bạn có okay. sự có sự okay. liên kết. Nói một bây câu chính xác như thế này nè, bạn nghe nè. Phải có cái câu này nè. Người có nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm liên quan. Bạn hiểu câu đó không? À, cái đó là cái luật ở Việt Nam nó đặt ra như vậy thôi. Còn ủa? Nên nhớ Mỹ có không? 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 Dĩ nhiên Mỹ nó cũng có. Nhưng mà người ta có quyền. Lại sao lại dĩ nhiên? Chính kiến của mình. Tức là bây giờ thế này, bây giờ mình nói như thế này nè, bây giờ ngay cá nhân tụi mình đi. Áp đặt cái điều gì đó đối với các công dân Mỹ như bạn á, bạn bạn chịu được không? Mà đồng ý không? Anh đừng có lấy cái đó ra để mà anh ràng buộc tôi. Bây giờ cho dù tôi không không phải ràng buộc thế này. Từ vì bạn bạn hiểu không? Hiểu không? Tầm bậy. Bây giờ nghe nhà mình nè, mình đâu có quyền lên tiếng về công dân Mỹ đâu. Mình có thể mang vấn đề nào đó để mình tìm hiểu, mình thấy thế này thế nọ. Chứ mình đâu có quyền mà mình lên tiếng với công dân Mỹ. Tầm bậy không à. Anh có quyền đó, nếu mà anh quan không. Tâm. Nếu mà anh quan tâm đến tôi, Mỹ này anh không, không, tôi không có quyền hành gì ở đây cả. Mình nói tôi ví dụ đi. Giống như bạn đi. Mình nói cho bạn nghe nè, giống như bạn đi ở trong gia đình bạn đi. Thằng hàng xóm đâu thể nào can thiệp vào chuyện vợ chồng của hai bạn của hai vợ chồng bạn được. Nói ngay đơn giản thôi, viện sứ bây giờ con của viện sứ 18 tuổi, đố viện sứ dám dính dáng vào cái chuyện con cái của viện sứ. Chứ đừng nói đến xã hội. Em nói đơn giản là cái câu chuyện là bây giờ can thiệp vào đời sống riêng tư của con cái của viện sứ thôi. Đúng không? Cho nên tại vì á, tại sao mình muốn tại sao mình muốn bạn xác nhận như vậy là vì gì? Tự bị bạn á là một công dân Mỹ nhưng mà bạn lại đi quá xa vào cái chuyện của công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Anh chưa để cho tôi giải thích, anh cứ chặn đầu. Đúng không? Tôi chưa nói hết ý mà. Không phải, tôi không chặn đầu bạn, bởi vì á bạn không hiểu được cái quy tắc của diễn đàn chúng tôi chơi. Cái chúng tôi chơi á là cái gì nó phải rõ ràng từng phần một. Nhưng mà tôi có cái lý do. Mà nó rõ ràng từng phần một đi á thì sau đó chúng ta sẽ trao đổi được. Bạn hiểu không? Bạn không xác nhận những cái điều kia làm sao tôi để bạn nói được? Ok, bây giờ cho dù bởi vì nếu mà bạn không xác nhận á mà tôi để cho bạn nói á thì vô hình chung á là tôi để cho bạn đi là một kẻ đi rải truyền đơn online. Ok, không sao cả, bạn nói chuyện với tôi cũng được, không nói chuyện cũng được, không sao nha. Đó, nói cho bạn hiểu cái gì thì chúng ta phải rõ ràng. Nên nhớ cái câu này nè: người có nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm liên quan, được chưa?